xuống đây là tí nữa cá mồm đấy, ở đây thôi nào, ở đây, ở đây. Đói chưa? Đói rồi. Ăn cái gì? Mẹ con đứng thả cái này không mẹ? Con làm sao? Con hát cho mẹ nghe nào, con hát con cậu bé mẹ nào. Con cậu bé mẹ. Con rửa nhà,
đi vào trong giường đi. Con bóp như thế con nhé. Ăn đi, ăn hết cái này mẹ bóp cái này cho mẹ con nhìn này. Ăn đi. Ăn thịt gì? Mẹ đang đun nước. Cho cả bác con nhé. Đúng rồi, con gái giỏi quá. Con vật chưa hết kìa. Đúng rồi, nào, cho vào mồm. Cho vào đây á. Thế cho vào mồm á. Ngược ra.
kìa, mưa to kìa. Cái dừa ra đây kìa là cái áo, mưa. Cơm quá con nhỉ. Này, có chuyện đây nhé.
con gì con? Con chạy xa mà tí nó đứt rồi này. Con chạy nhé, nó đứt rồi nhé. Đấy. Thấy chưa? Con đi ngắm con cá đi. Con lên đi.